Xe cứu hộ Tom. Chào các em. Các em chơi có vẻ vui ha. Tiếng gì vậy ta? Wow. Đừng quên quay dây kìa các em. Ôi không. Em không sao chứ Mét nhí? Chúng ta nên nhờ xe cứu hộ Tom. Nè Tom, Mét nhí gặp tai nạn rồi. Bạn có thể tới giúp em ấy không? Đừng lo các em, Tom sẽ biết cách để sửa cho Mét nhí. Chuyện gì vậy các em? Hai em muốn đi với bạn của mình sao? Vậy thì lẹ lên nào. Chờ ở đây nha, Mét nhí sẽ quay lại chơi với các em sớm thôi. Ôi trời, nhìn nè. Đừng lo, Tom sẽ tìm phụ tùng hoàn hảo để thay thế. Hoàn hảo. Chúng ta còn sửa gì nữa không Tom? Một cặp kính chiếu hậu mới sao? Cái đó sao? Được rồi Tom, thử lắp nó vào nào. Làm tốt lắm Tom. Vậy xong chưa nè? Hiểu rồi,
Hình như em cần một cái còi báo mới mét nhí à. Em hú còi để Tom nghe được không? Tom à, bạn nghĩ sao nè? Muốn thử còi mới không, mét nhí? Wow! Cảm ơn Tom! Hẹn gặp lại lần sau! Bàn thắng đẹp lắm sao? Ôi không Sam, bạn ổn chứ? Ồ, nó hơi bị lỏng một chút à? Ý hay đó. Mình chắc là xe cứu hộ Tom có thể sửa nó lại cho bạn. Jerry rất xin lỗi, anh ấy không cố ý đá mạnh như vậy. Bạn sẽ đi gọi Tom sao? Cảm ơn Jerry. Tom sẽ thực hiện việc sửa chữa tại tiệm của anh ấy. Tới lúc đi rồi Tom nhí. Ồ, Tom nhí sẽ ở lại đây và chơi đá banh một lát sao? Được rồi. Dùng cờ lê sẽ sửa được nó. Xong rồi sao? Nhanh thật. Bạn muốn Tom tháo nó ra sao? Nhưng tại sao? Bạn muốn một thứ cải thiện khả năng chụp bóng sao?
Chà, nếu bạn có thứ đó, bạn sẽ bất khả chiến bại trong khung thành. Ý bạn sao nè? Được rồi, hãy sửa lại nào Tom. Đứng yên nha Sam. Chà, không gì có thể vượt qua nó. Ấn tượng phải không? Được rồi, ai ghi bàn tiếp theo sẽ thắng. Sẵn sàng. Chà, hiệu quả thật đó. Chúc vui vẻ nha các bạn. Chào, hình như cô xong việc rồi phải không? Nhìn cô khá mệt. Đến lúc về nhà và nghỉ ngơi rồi. Nè Amber, cô sao vậy? Cô gặp trục trặc à? Ôi trời, chúng tôi sẽ tìm người sửa cho cô. Hãy gọi cho xe cứu hộ Tom. Bạn ấy ở gần đây thôi, bạn ấy sẽ giúp được cô. Tom, nè Tom, xe cứu thương Amber cần bạn giúp đỡ. Bạn cần phải đến ngay. Amber đang ở gần bệnh viện. Nhanh lên. Nhìn kìa, bạn chỉ dẫn. Nó có nghĩa là bệnh viện ở hướng đó. Đi tiếp đi. À, bệnh viện kia rồi. Cô ấy kia kìa. Amber, xe cứu hộ đến rồi. Giờ hãy thoải mái đi. Tom sẽ sửa cho cô nhanh thôi. Thật hoàn hảo, Tom à. Giờ thì chúng ta trở về gara thôi. Kia rồi, chúng ta đã về tới gara. Vậy Tom, bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt tay vào việc thôi. Amber, cô có thể nổ máy lần nữa được không? Lạ thật đó. Phải không Tom? Có lẽ chúng ta nên kiểm tra động cơ. Chà, động cơ còn mới. Vấn đề nằm ở đâu ta? Bạn phát hiện được gì chưa, Tom? Ồ, bô xe bị bể rồi, phải không? Bây giờ bạn nghĩ chúng ta nên làm gì đây, Tom? Hàng nó lại sao? Vâng, đúng là một ý kiến hay.
chúng ta nên làm gì tiếp theo đây, Tom? Ồ, đúng rồi, Tom. Bạn nghĩ Amber cần thay vành xe mới sao? Dùng cái này được không? Không sao, đúng rồi, nó quá lớn. Bạn nghĩ những vành xe này đúng kích cỡ hả? Tuyệt lắm. Bây giờ thì hoàn hảo rồi đó. Làm tốt lắm, Tom. Có lẽ Amber chạy tốt rồi đó. Ồ không, vẫn chưa được. Bây giờ tiếng còi của Amber nghe kỳ quá. Được rồi, Tom. Bạn có nghĩ Amber cần thay một cái còi mới không? Cái này sao? Không mà. Được rồi, vậy bạn còn cái nào tốt hơn không? Ồ, tốt lắm. Chúng ta đã tìm được cái còi thích hợp cho Amber rồi. Nghe hay lắm, Amber. Đây đúng là một cái còi lớn và rõ ràng. Rất hợp với cô. Bạn chọn hay lắm, Tom. Amber nhìn thật hoàn hảo. Cảm ơn Tom rất nhiều. Đến giờ đi rồi, Amber. Tạm biệt. Làm tốt lắm, Tom. Hẹn gặp lại. Chào Hector, hình như hôm nay anh rất bận rộn. Anh đang đuổi theo một chiếc xe chạy quá tốc độ hả? Nhìn kìa, anh ấy vừa vượt đèn đỏ. Đừng để chiếc xe đó trốn thoát. Đuổi theo nó, Hector. Nè Hector, cẩn thận. Ôi Hector, có khói bốc ra từ cánh quạt của anh kìa. Hector, cẩn thận. Cẩn thận. Ôi trời. Ôi Hector, đừng lo lắng, không sao đâu. Anh để chiếc xe đó thoát đơn giản là do xui xẻo thôi mà. Ồ, anh cần được giúp đỡ, Hector. Tôi sẽ gọi xe cứu hộ Tom đến sửa cho anh. Đợi ở đây nha. Nè Tom. Tom à, chúng tôi cần bạn giúp. Trực thăng Hector đang gặp rắc rối. Nhanh lên nào, Tom. Suzy à, Tom sẽ chơi với bạn sau nha. Tạm biệt. Quẹo trái đi, Tom. Tốt lắm. Nhìn kìa, anh ta ở đằng kia. Nhanh lên. Hector à, Tom đến rồi. Không có gì phải lo lắng nữa đâu. Chúng tôi sẽ đưa anh về gara, Hector. Chúng ta sẵn sàng rồi chứ, Tom? Không được đâu, Tom. Hector không có bánh xe. Rất khó để di chuyển anh ấy. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Sáng kiến đó, Tom. Bạn hãy đi tìm một cái xe móc.
Còn mình sẽ nhờ bạn cần cẩu Charlie đến nâng Hector lên xe móc đó. Charlie! Charlie! Chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Hector vừa gặp tai nạn. Nào, đi thôi. Charlie đến rồi nè. Tom, bạn cần nâng Hector lên cái xe móc đó. Cẩn thận nha. Tốt lắm Charlie. Cảm ơn bạn vì đã giúp đỡ. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Bây giờ chúng ta về tới gara rồi. Hector à, giờ Tom sẽ kiểm tra anh một chút nha. Một cánh quạt của Hector bị mất rồi. Sẽ rất khó để cất cánh nếu không có nó. Hãy tìm một cánh quạt mới cho Hector nào. Cái này có được không, Tom? Không hả? Vậy cái này thì sao? Không luôn hả? Vậy còn cái này? Tuyệt vời! Xong rồi! Làm tốt lắm Tom! Vậy tiếp theo là gì? Được rồi, tiếp theo là cái chân trống. Bạn nói đúng đó, chúng ta phải thay toàn bộ cái này. Việc này có thể sẽ rắc rối hơn chúng ta nghĩ một chút. Tuyệt lắm, Tom. Chúng ta cần thêm gì nữa không? Cờ lê, tất nhiên rồi. Thật hoàn hảo. Tuyệt. Giờ thì tháo những con ốc ra cẩn thận nào. Và tiếp theo là lắp cái chân trống mới vào. Làm tốt lắm, Tom. Giờ thì Hector đã có thể đứng thật vững chãi với cái chân trống mới rồi. Tiếp theo là tới cái bánh lái. Vậy anh đã sẵn sàng chưa, Hector? Thật tuyệt! Giờ thì đến lúc anh cất cánh rồi, Hector! Tạm biệt, Hector! Chúc vui vẻ! Vậy hẹn gặp lại Tom. Tạm biệt. Xe cứu hộ Tom.
Chào Tom. Hôm nay bạn định tới gara trong lúc các xe hơi nhí đang chơi đùa à? Em cần chậm lại một chút thầm nhí, nếu không sẽ bị thương đó. Không nên chơi đùa quá gần vòng quay ngựa gỗ. Chơi đá banh luôn vui và là bài luyện tập tốt. Chơi kéo co, vui thật. Hãy nhớ lời cha em nói là không được chơi quá gần vòng quay ngựa gỗ. Cẩn thận Tom nhí. Ôi không, em có sao không? Ở yên đó Tom nhí, chúng ta sẽ nhờ cha em tới giúp. Tom à, Tom nhí gặp tai nạn nho nhỏ. Em ấy ổn, nhưng cần sửa chữa một chút. Hình như có ai đó không chịu nghe lời. Nhưng tai nạn cũng xảy ra rồi, phải không Tom? Làm gì trước đây Tom? Vành bánh xe sắp rớt ra rồi. Đầu tiên, hãy vặn các con ốc ra. Tiếp theo là tháo bánh xe. Giờ thì lắp bánh xe mới vào. Hoàn hảo. Nhìn có vẻ nặng đó Tom. Bạn cần phải thay toàn bộ thanh chắn xe. Chà, bạn chọn thanh chắn xe tuyệt lắm Tom. Em đã được sửa xong rồi Tom nhí. Chơi đùa cả ngày hôm nay như vậy là đủ rồi. Em và Amber nhí tốt hơn nên về nhà ngay. Đúng không Tom? Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại.